Cổ chân nhân chương 2391, ngươi gạt ta. 1. Sát chiêu tiên đạo vạn giao. Trống trống trống. Nhất thời, ngàn vạn giao long bay múa, vẫy bạc như biển, phô thiên cái địa lao thẳng đến lão giả uy mãnh. Sau khi hiểu được nội tình của đại trận trụ đạo, Phương Nguyên bất đắc dĩ từ bỏ thủ đoạn trụ đạo mạnh nhất, sử dụng thủ đoạn khác. Có thể nói, thủ đoạn của Phương Nguyên ngược lại rất phong phú. Lão giả uy mãnh hừ lạnh một tiếng, gương mặt không chút ngoài ý muốn. Trước khi ông ta đến đây, ông ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, biết rõ sát chiêu vạn giao của Phương Nguyên. Cái thứ cá chạch thì làm gì được lão phu chứ? Lão giả uy mãnh đứng ngạo nghễ trên trời cao, không tránh không né, trơ mắt nhìn vạn giao bôn tập đến. Dương mãn bối hỏa y cháy hừng hực trên người ông ta, bao quanh toàn thân ông ta lại, hình thành một quả cầu rất lớn. Vạn giao dết đến bên cạnh lão giả uy mãnh, bỗng nhiên rống lên một tiếng quá dị, từng con kiếm dao tràn ngập men say bay múa lung tung loạn chuyển bốn phía thế công hung mảnh lập tức sụp đổ sau khi kiếm dao bị say đến một trình độ nhất định đột ngột tự bạo kiếm dao hóa thành từng ngọn lửa sau đó nhanh chóng tiêu tan đứng bên trên lão giả uy mảnh không nhúc nhích nhưng đã thiêu vạn dao đến hôi phi yên diệt quy mô kiếm dao cực lớn nhưng vừa mới vọt đến bên cạnh lão giả đã trực tiếp diệt vong hoàn toàn không tổn thương được một cộng lông của lão giả Sát chiêu tiên đạo dương mãn bối hỏa y Con ngươi phương nguyên co lại Hắn đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của sát chiêu này Công thủ của nó đều có Là khắc tinh của sát chiêu vạn giao của phương nguyên Vậy hãy nếm thử ấn lạc phách của ta đi Phương nguyên gào lên Hắn đã sớm lợi dụng gặp mặt từng quen biết ngụy trang thành một con kiếm dao Thuận theo đại quân đàn giao vọt đến gần lão giả uy mãnh Sau đó hắn làm bộ như bị say sau khi tiếp cận một khoảng cách ngắn, hắn bỗng nhiên thi triển ấn lạc phách. Sát chiêu vừa mới thôi động, phương nguyên liền bại lộ. Khí thế ấn lạc phách bàn bạc, rất khó che giấu. Ánh mắt lão giả uy mãnh như điện, không hề sợ hãi ấn lạc phách, cứ như vậy mà thẳng hướng phương nguyên. Rầm rầm rầm. Lão giả điên cùng công kích phương nguyên. Nhưng đều bị ấn hộ thân nghịch lưu ngăn lại. Phương Nguyên im lặng không nói câu nào, kháng lại oanh kích của lão giả một hồi, thiên tân vạn khổ rốt cuộc cũng ấp ủ ấn lạc phách thành công. Lão giả uy mãnh đã có phòng bị, đối với phương nguyên mà nói, chiến cơ càng khó nắm chắc. Rốt cuộc, hắn miễn cưỡng bắn ra ấn lạc phách, sát uy kỳ quan sượt qua vai lão giả. Lão giả lập tức cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cùng lúc đó, dương mãn bối hỏa y giống như gặp phải cuồng phong, thế lực suy yếu hơn bốn phần. Chiêu này lợi hại thật, nhưng không thể đột phá được dương mãn bối hỏa y của lão phu lão giả uy mãnh cười ha hả vừa thối lui vừa thôi động thủ đoạn trị liệu cho mình tốc độ của ông ta còn nhanh hơn cả phương nguyên phương nguyên rất khó hình thành đã kích với ông ta lão giả tìm được cơ hội thở dốc tạm thời rơi vào thế hạ phong nhưng sau một khắc thương thế của ông ta đã tốt hơn phân nửa khí thế khôi phục đỉnh phong dương mãn bối hỏa y một lần nữa cháy hừng hực uy năng ấn lạc phách vô cùng kinh khủng nhưng lão giả uy mãnh lại vô cùng cảnh giác không cho phương nguyên thừa dịp gì cả phòng ngự của dương mãn bối hỏa y cực kỳ xuất sắc phương nguyên khổ chiến rốt cuộc đã cảm nhận được tâm trạng của đối thủ khi đối mặt với ấn hộ thân nghịch lưu của hắn hồn phách của lão già này không phải là nhược điểm của ông ta mặc dù chỉ quẹt vào nhưng phương nguyên vẫn thu hoạch được tin tức quý giá ấn lạc phách nhằm vào hồn phách kẻ địch nhưng lão giả uy mãnh lại là cổ tiên bác chuyển uy tính lâu năm nội tình hùng hậu không có nhược điểm phòng ngự hồn phách có thể nói là xâm nghiêm phương nguyên tính ra được cho dù đánh trúng ấn hộ thân nghịch lưu cũng không đánh chết được lão giả uy mãnh tuyệt không giải quyết được vấn đề ấn lạc phách thường phải tiến hành phối hợp với dẫn hồn nhập mộng mới có thể đối phó cổ tiên bác chuyển thiên đình nhưng vừa mới khai chiến lão giả uy mãnh đã phá hủy tiên cổ ốc của phương nguyên còn đám người ảnh vô tà vẫn còn đang rơi vào mộng cảnh nếu tiên cổ ốc vẫn còn phương nguyên có dẫn hồn nhập mộng của ảnh vô tà phụ trợ Đối phó lão giả uy mãnh tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong. Nhưng hắn bị lão giả mai phục, phá hủy tiên cổ ốc, hắn không chỉ tổn thất nặng nề mà còn đánh mất tiên cơ, rơi vào cục diện bị động, không chiếm được thế thượng phong. Cục diện như vậy đối với Phương Nguyên mà nói rất nguy hiểm. Hắn đã rơi vào mai phục, nhất định phải nhanh chóng phá vây ra ngoài. Sát chiêu tiên đạo vạn giao. Phương Nguyên tiếp tục thôi động vạn giao, kiếm giao tràn ngập toàn bộ không gian đại trận mặc dù lão giả vẫn luôn chiếm thượng phong nhưng lão không hề có chút buông lỏng nào ánh mắt lão giả ngưng lại phương nguyên một lần nữa ẩn núp trong đàn dao lúc này ông ta đang lựa chọn thủ đoạn điều tra xem nên phá phân thân phương nguyên trước hay là giết sạch đám kiếm dao này trước nếu phương nguyên còn chưa bị diệt trừ kiếm dao có thể nói là vô cùng vô tận nhưng lão giả uy mãnh vẫn tự biết trong lòng chỉ sợ thủ đoạn điều tra của ta còn chưa thể nhìn thấu gặp mặt từng quen biết phương nguyên quá xảo trá tâm tư không hề đơn thuần mặc dù ông ta đang chiếm cứ thế chủ động ngôn ngữ thần thái đều tùy tiện nhưng trong lòng ông ta vẫn rất tỉnh táo ông ta biết ông ta quyết đấu với cao thủ như phương nguyên kinh nghiệm chiến đấu của cả hai đều rất phong phú mặc dù ông ta chiếm tiên cơ tạm thời dẫn trước ở vào thế chủ động nhưng chỉ cần một ứng đối thất sách phương nguyên nhất định sẽ thay đổi cục diện lão giả gầm thép lấy ông ta làm trung tâm ngọn lửa cháy hừng hực nhanh chóng lan tràn hình thành biển lửa ngập trời kiếm dao như sát bên trong ngọn lửa nhanh chóng tan rã lão giả lựa chọn như thế khiến phương nguyên khó chịu trong lòng phương nguyên do dự một chút chợt nghiến răng kiên trì chiến thuật điều khiển vạn giao xung kích không gian đại trận khống chế đại trận ở đây tất có cổ tiên trung châu nhìn thấy vạn giao xông trận bọn họ định ra tay ứng đối nhưng sau một khắc lão giả uy mãnh đã truyền âm đến không cần động đâu Cảnh giới trụ đạo, trí đạo của Phương Nguyên rất cao. Đại trận biến động càng nhiều sẽ dễ dàng bị hắn nhìn ra. Để ta xử lý những con cá chạch này, yên tâm đừng vội. Lão giả không muốn cho Phương Nguyên bất kỳ một cơ hội nào. Biển lửa thiêu đốt kiếm dao, quy lực kinh người. Phương Nguyên bỗng nhiên cười lạnh, xuất hiện trước mặt mộng cảnh. Sát chiêu tiên đạo, thuần mộng cầu chân biến. Hắn nhanh chóng thu nạp mộng cảnh, sau đó một lần nữa trải mộng cảnh, biến thành thuần mộng cầu chân thể. Không ổn rồi, ma đầu kia xảo trá lắm. Lão giả biến sắc. Phương Nguyên hư hư thật thật, chiến thuật linh hoạt đa dạng, khiến ông ta khó mà nắm bắt, nhìn không thấu. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu, nhét phân thân trụ đạo, hồn phách ảnh vô tà, hắc lâu lan, bạch ngưng băng vào trong. Nhưng lúc này, đằng sau hắn truyền đến tiếng gầm gừ của lão giả, ma đầu, ngươi nằm mơ đi. Hoành. Một sát chiêu nổ tung, hình thành tiếng gầm cuồng bạo của biển Gia đầu phương nguyên tê rần không cần xoay người cũng biết chiêu này là thế công hung mạnh nhất của lão giả không còn kịp rồi phương nguyên hoàn toàn không có quá nhiều thời gian tâm chìm vào đáy cốc trong thời khắc quan trọng hắn đã dốc hết toàn lực sát chiêu trụ đạo nổ tung khiến thời gian xung quanh hắn bỗng nhiên trở nên nhanh hơn hắn nhét quần tiên vào trong tiên khiếu gần như cùng lúc đằng sau hắn giống như bị một người khổng lồ dùng quyền đánh trúng sức mạnh khổng lồ đánh bay hắn như một viên đạn pháo nghịch lưu hà trong nháy mắt tổn thất một thành rưỡi lực va chạm khiến phương nguyên hoa mắt ván đầu trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi hắn chỉ kịp cứu được mấy người vẫn còn nhiều âm tiên tử không cách nào cứu viện nàng vẫn còn trong trạng thái hôn mê trong nháy mắt đã bị đốt sạch trong biển lửa ngập trời ngay cả một chút tro tàn cũng không lưu lại phương nguyên gào thét một tiếng vừa thôi động vạn giao tấn công chung quanh, vừa chủ động ra tay oanh kích đại trận. Lão giả khẩn trương lên, nhắm ngay Phương Nguyên điên cuồng công kích. Phương Nguyên dùng ấn hộ thân nghịch lưu chống lại, mặc kệ lão giả, chỉ ra tay với đại trận. Phương Nguyên, ngươi muốn xông phá trận này, thuần túy chỉ là vọng tưởng. Lão giả gào thét, ngọn lửa hung hăng thiêu đốt toàn thân Phương Nguyên. Ha ha ha, ngươi đang giãy dụa trước khi chết đấy. Lão giả bổ nhào vào sau lưng Phương Nguyên, song trưởng như cự bia hung hăng vỗ trúng hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Phương Nguyên bị đánh đến thất khiếu chảy máu, chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng tuyết. Hắn tiếp tục tấn công đại trận trụ đạo. Không có tác dụng gì đâu. Đại trận trác tuyệt như vậy, ngươi còn muốn đột phá. Hãy nhìn nghịch lưu hà của ngươi xem, nó đã rất nhanh muốn tiêu tán rồi. Lão giả trào phúng, thế công càng thêm tấp nập, sát ý tuôn ra, điên cuồng đến cực điểm. Mặc dù ấn hộ thân nghịch lưu có thể nghịch phản thế công, nhưng lão giả cũng có dương mãn bối hỏa y tương tự. Ông ta thừa nhận thế công nghịch phản trở về, nhưng không ngừng cắt giảm nghịch lưu hà. Ông ta nói không sai, nghịch lưu hà của phương nguyên trải qua đại chiến đã sớm tiêu hao. Lúc này bị ông ta điên cùng công kích, nước sông giảm xuống, giải lụa tiên y bao phủ toàn thân phương nguyên càng lúc càng mơ hồ. Bỗng nhiên, phương nguyên hét lớn một tiếng dừng lại thế công, bắt đầu thôi động ấn lạc phách ánh mắt lão giả bỗng nhiên co lại thế công thay đổi phòng bị ấn lạc phách đánh tới phương nguyên thôi động hoàn tất bàn tay hất lên nhưng không công kích lão giả mà bắn về mép đại trận quẹ một tiếng kinh hô chợt truyền ra một cổ tiên thất chuyển khống chế đại trận bị trúng ấn lạc phách chết trận giữa đường tại sao lại như vậy tất cả cổ tiên trung châu quá sợ hãi phương nguyên trong thời gian ngắn đã nhìn thấy rõ trận nhãn sau đó giết chết người bên trong Ấn lạc phách đối phó cổ tiên bát chuyển, uy năng bất phàm, huống chi là đối phó với những cổ tiên thất chuyển. Mau, trận nhãn đã mất, biến trận, tiến hành bổ sung. Có cổ tiên kêu to. Một bên khác, lão giả chợt quát một tiếng, một lần nữa thẳng hướng phương nguyên. Phương Nguyên dùng ấn hộ thân nghịch lưu đã yếu đến mức không chịu nổi tiếp tục che chắn, đồng thời ra tay với đại trận. Đủ loại thủ đoạn liên tiếp được xuất ra tiên trận trụ đạo thiên đình hao hết tâm lực trải ra liên tiếp vỡ vụn hoàn toàn không ngăn cản được phương nguyên phá giải tại sao lại như vậy trình độ phân tích đại trận của phương nguyên khiến tất cả mọi người đều chấn kinh mau ngăn cản lại ở đó có người sợ hãi trống lên đại trận rốt cuộc xuất hiện một lỗ thủng liên thông với bên ngoài phương nguyên cười sang sảng một bên đi ngươi đi không được đâu ngọn lửa lao đến hóa thành lão giả uy mảnh ông ta đang che chắn lỗ thủng kia sau lưng mình. Cổ tiên Trung Châu nhìn thấy, lập tức thở vào một hơi. Phương Nguyên như mũi tên phóng đến lão giả, giọng điệu đạm mạc, sát ý chảy ngang, tránh ra. Lão giả nghe răng cười, không có lợi ích gì đâu. Ngươi hoàn toàn không làm gì được dương mãn bối hỏa y của ta. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn. Cổ tiên Trung Châu vội vàng biến trận. Có người kêu lên, mau ngăn lại Phương Nguyên, chỉ cần năm hô hấp, chúng ta có thể cải biến trận thế. Đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn muốn phá giải còn muốn khó khăn hơn trước gấp 10 lần. Lão giả cười nhạo, đừng nói là năm hô hấp, cho dù. Sao? Ánh mắt của ông ta bỗng nhiên trợn tròn, sắc mặt cứng đờ khó có thể tin nhìn sát chiêu trong tay Phương Nguyên. Ký thế Phương Nguyên được thu liễm toàn bộ, không hề có chút nào tràn ra ngoài. Hai tay hắn tạo thành trưởng, bột một tiếng chắp tay trước ngực. Sau đó, năm ngón tay phải dán vào bàn tay trái giống như bóp lấy thứ gì đó rất trân quý cuối cùng tạo thành một nắm đấm tay trái hắn dừng trước ngực còn tay phải thì dốc ngược lên đỉnh đầu chiêu này là lão giả không còn mỉm cười nữa ánh mắt để lộ sự khẩn trương thậm chí là hoảng sợ không sai đây chính là sát chiêu tiên đạo ngũ chỉ quyền tâm kiếm thời gian trôi qua hô hấp thứ nhất chỉ thứ nhất sắc mặt phương nguyên trở nên lạnh lùng đột nhiên nhếch ngón cái tay phải lên. Tay phải hắn đang dơ cao trên đỉnh đầu bỗng nhiên bắn ra một luồng kiếm quang. Nhanh! 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 Kiếm quang nhanh chóng không thể tưởng tượng được. Vừa mới ra đã bắn trúng mi tâm của lão giả. Lão giả rung lên, thế lửa dương mãn bối hỏa y suy yếu một nửa. Hô hấp thứ hai. Chỉ thứ hai. Lão giả kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, dương mãn bối hỏa y một lần nữa cháy lên hừng hực nhưng kiếm quan lại bắn chúng dương mãn bối hỏa y lại bị suy yếu hô hấp thứ ba chỉ thứ ba sắc mặt lão giả càng lúc càng trắng gần như muốn nghiến nát cả răng dương mãn bối hỏa y bỗng nhiên bành trướng giống như quả cầu lửa thể tích trước đó chỉ bằng xe ngựa bây giờ lại to như căn nhà lão giả gầm thép đây mới là trạng thái đỉnh phong của dương mãn bối hỏa y ta đến đi ngươi không công phá được ta đâu. vừa nói xong, dương mãn bối hỏa y đang phồng lên giống như quả cầu đột nhiên bị đâm thủng, trở về trạng thái trước đó. quy năng của ngũ chỉ quyền tâm kiếm càng về sau càng lớn. hô hấp thứ tư, chỉ thứ tư. lão giả liều chết gượng chống, ngăn lại kiếm thứ tư. sắc mặt ông ta càng lúc càng trắng bệch, rút lui một bước dài. dương mãn bối hỏa y giống như nến tàn trong gió, chỉ còn lại một lớp thật mỏng. hô hấp thứ năm phương nguyên cười lạnh cái gì là hỏa y buồn cười lệ hoàng ngươi hãy tự đốt giấy tang cho mình đi kết thúc đi kiếm thứ năm thể xác và tinh thần của lão giả bị chấn động mãnh liệt bên trong ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ không bạc thanh ngươi đừng hòng mơ giết chết ta ngọn lửa lại đốt lên hắn phân hóa thành mấy chục bóng người mãnh liệt bắn tới bốn phương tám hướng phương nguyên không quan tâm vội xông ra khỏi lỗ thủng chạy trốn vào bên trong dòng sông thời gian. Hắn vừa mới bay ra bên ngoài, đại trận trụ đạo đã không còn diện mạo như trước. Lỗ thủng được bổ sung, một lần nữa trở thành một chỉnh thể không thể tách rời, giam cầm không gian bên trong. Nhưng Phương Nguyên đã chạy thoát, bên trong tiên trận trụ đạo trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Cổ tiên Trung Châu khống chế đại trận đều trận mắt há mồm. Ngọn lửa phân thân lặng lặng tiêu tán, chỉ để lại bản thể của lão giả uy mảnh. Lúc này, mặt của ông ta lúc trắng lúc xanh. Xấu hổ, cừu hận, sát ý, đủ loại cảm xúc tràn ngập nội tâm của ông ta, giống như một cái đầy rối, vặn biểu hiện của ông ta thành một bộ dạng kinh khủng. Bỗng nhiên, lão giả ngửa đầu gào thét. Chết tiệt, hoàn toàn không có kiếm thứ năm. Phương Nguyên, ngươi gạt ta. Một phen khổ chiến, đấu trí đấu lực, Phương Nguyên rốt cuộc đột phá được mai phục của thiên đình, trốn vào dòng sông thời gian. Vừa ra khỏi đại trận, phương nguyên cảm giác duy trì ấn hộ thân nghịch lưu khó khăn vô cùng vội vàng dừng sử dụng sát chiêu đổi sang sát chiêu trụ đạo đông cầu sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết sau một khắc phương nguyên biến thành niên thú thái cổ bởi vì thay đổi bên trong dòng sông thời gian biến hóa đạo cũng chịu sự áp chế của hoàn cảnh rất lớn mặc dù thành công thúc giục chiêu này nhưng tiêu hao tiên nguyên lại gấp bình thường mấy chục lần cũng may hạch tâm gặp mặt từng quen biết là cổ thái độ chỉ cần tiêu hao tâm lực nhờ chỉnh thể như vậy gặp mặt từng quen biết cũng không tiêu hao tiên nguyên quá nhiều phương nguyên miễn cưỡng có thể tiếp nhận được bịch phương nguyên biến thành một con niên thú trắng thái cổ chui vào bên trong dòng sông thời gian nhanh chóng trường đi rốt cuộc cũng xông ra khỏi vòng vây phá vỡ đại trận trụ đạo trong lòng phương nguyên cảm thấy may mắn tình huống vừa nãy vô cùng nguy hiểm thời gian kéo càng lâu phòng thủ thiên đình lại càng nghiêm mật khả năng phương nguyên còn sống sẽ càng thấp có thể phá vây có hai nhân tố quan trọng đầu tiên phương nguyên dựa vào phân thân trụ đạo lợi dụng vần sáng trí tuệ khám phá ra đại trận trụ đạo có được vần sáng trí tuệ trợ giúp tiêu chuẩn trí đạo của phương nguyên vượt xa sức tưởng tượng của thiên đình nhờ thế mới đánh đối phương một cái không kịp chuẩn bị tiếp theo là ngũ chỉ quyền tâm kiếm tu vi phương nguyên đạt đến bát chuyển có được tiên nguyên bạch lệ có thể sử dụng tiên cổ tuệ kiếm tiên cổ này vốn là hạch tâm của ngũ chỉ quyền tâm kiếm vì thế phương nguyên mới có thể đẩy ngũ chỉ quyền tâm kiếm lên kiếm thứ tư đây là năng lực cực hạn trước mắt muốn đánh ra kiếm thứ năm phương nguyên còn cần tiên cổ kiếm đạo hạch tâm khác tiên nguyên bác chuyển tiêu hao quá nhiều phương nguyên kiểm tra tiên khiếu dự trữ tiên nguyên đã giảm xuống gần đến mức thấp nhất mặc dù thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn của phương nguyên rất nhanh hiệu suất tích lũy tiên nguyên bạch lệ rất cao nhưng lần này đại chiến liên tiếp, nhất là một trận chiến vừa nãy, khổ chiến với lão giả lệ hoàng, đột phá đại trận trụ đạo của thiên đình, tiêu hao rất nhiều. Rút lui trước thì hay hơn. Trong tình huống này, trong đầu Phương Nguyên chỉ có một suy nghĩ đó. Đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất, cùng chết tuyệt đối là ngu xuẩn. Phương Nguyên, chạy đi đâu? Đằng sau vang lên tiếng rống. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình. Chỉ thấy ba tiên cổ ốc cùng nhau đuổi theo Khí thế hùng hổ Tòa bên trái chính là thuyền hằng Thuyền lầu cao thẳng Theo gió vượt sóng Trên bông tàu Cổ tiên bác chuyển thanh dạ Đám cổ tiên thất chuyển tứ tuần tử Ai nấy đều đồng tâm hiệp lực Quang minh lẫm liệt Tòa chính giữa là tam thu hoàng hạt đài Thanh tú phiêu giật Mái hiên màu da cam như hạt dương cánh Lúc này tiên cổ ốc được bao phủ bởi vần sáng mùa thu Huyền diệu phi phàm Bên trái là Sa Lưu Khiêu, tuyết trắng như ngọc, một vị cổ tiên bác chuyển đứng bên trên, thân mang tinh giáp màu xanh, dung mạo thô kịch Đằng trước có bảy con cá mập lớn, trăng trắng như răng cưa đang kéo tiên cổ ốc chạy như bay. Ba tiên cổ ốc thất chuyển, ít nhất có ba vị cổ tiên bác chuyển, số lượng cường giả thất chuyển không rõ, tâm phương nguyên không ngừng trùng xuống. Lúc này, hắn cảm nhận rõ quyết tâm thiên đình muốn diệt trừ hắn. Mặc dù phương nguyên biến thành niên thú trắng thái cổ nhưng tốc độ không cao lần này tiên cổ ốc của hắn cũng đã bị hủy khiến hắn khó mà ẩn tàng khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn ba tiên cổ ốc đã sẵn thế công từ xa đánh tới phương nguyên thôi động sát chiêu thu hào đằng sau giống như mọc ra một con mắt linh hoạt trốn tránh nếu trốn không được thì dùng sát chiêu đông cầu ngạnh kháng sát chiêu đông cầu được dòng sông thời gian tăng phúc cộng thêm đạo ngân trụ đạo trên người phương nguyên biểu hiện uy năng phòng ngự cực kỳ kinh người Mặc dù không xảo diệu bằng ấn hộ thân nghịch lưu nhưng cũng có thể so sánh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Thế cục không ngừng chuyển biến xấu, Phương Nguyên khổ công suy nghĩ đối sách. Thời gian thôi động ấn lạc phách hơi lâu. Nếu ở bên trong dòng sông thời gian, sẽ còn lâu hơn một chút, đồng thời uy năng cũng sẽ bị cắt giảm. Cộng thêm Thiên Đình đã có đề phòng, trông cậy vào ấn lạc phách để thay đổi thế cục, hy vọng không lớn. Vạn ngã, vạn giao, đại thủ ấn lực đạo Diêm đế cũng như vậy. Phương Nguyên chỉ có thể dựa vào thủ đoạn trụ đạo Xuân Tiễn, Hạ Phiến. Nhưng ba tiên cổ ốc truy sát Phương Nguyên vẫn vững như thành lũy. Xuân Tiễn, Hạ Phiến nhất thời không làm được gì. Đang dây dưa, dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên nhanh chóng hạ xuống, tình thế càng lúc càng nguy hiểm. Thiên đình truy sát Phương Nguyên, sĩ khí như hồng, biểu hiện phấn chấn. Bỗng nhiên, mặt sông đằng trước phát sinh dị biến, xuất hiện từng cột suối phun to lớn hỏng rồi đây là khúc sông đột tuyền ma đầu tinh thông vận đạo vận thế kinh người rất khó giết chết quả nhiên ở đây xuất hiện biến cố đuổi theo tuyệt không được để hắn chạy trốn thiên đình rống to lên gương mặt hiện lên vẻ khẩn trương phương nguyên chui thẳng vào một khúc sông đột tuyền đột tuyền vô cùng nguy hiểm có uy năng trụ đạo quy mô lớn hơn một chút hoàn toàn có thể uy hiếp tính mạng của tiên bác chuyển khi bình thường Phương Nguyên nhất định tránh không kịp, nhưng lúc này, khúc sông đột tuyền lại là hy vọng chạy trốn của hắn. Niên thú trắng thái cổ uống lượng du tẩu trong sông, đột tuyền bên cạnh Phương Nguyên lần lượt nổ tung, nhưng trên thực tế cũng không quấy nhiễu hắn bao nhiêu. Phương Nguyên có được tiên cổ sát vận, đạo ngân trên tiên thể trí tôn lại không bài xích nhau. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được vận thế của hắn đang không ngừng giảm xuống. Vận đạo bình thường không hiển uy, lúc này rốt cuộc đã cho thấy sự huyền diệu của nó ba tiên cổ ốc của thiên đình vẫn truy kích cực kỳ vất vả vừa tiến vào khúc sông đột tuyền thuyền hằng và tam thu hoàng hạc đài gần như đồng thời trúng chiêu bị đột tuyền hút bay vất vả lao xuống sa lưu khiêu cũng trúng chiêu phương nguyên gặp đều là đột tuyền cấp độ lục chuyển thất chuyển còn thiên đình lại tao ngộ đột tuyền cấp độ bát chuyển mặc dù phương nguyên cũng va chạm nhiều ít cũng bị đột tuyền quấy nhiễu nhưng thiên đình lại giống như người bệnh hư nhược leo lên núi non trùng điệp tao ngộ giữa hai bên hình thành sự khác biệt rõ ràng. Sắc mặt của tiên thiên đình đen như đáy nồi, tâm trạng phiền muộn, gần như tức đến muốn thổ huyết. Xem ra lần này Phượng Cửu Ca cũng không nằm trong đội ngũ đuổi giết. Phương Nguyên dần dần hiểu rõ. Công phòng chiến lan gia, Phương Nguyên đã tận mắt nhìn thấy vận thế của Phượng Cửu Ca, vô cùng mạnh mẽ, bản thân hắn cũng không áp chế nổi. Nếu ông ta ở đây, tao ngộ của thiên đình sẽ không chật vật như vậy một đường hữu kinh vô hiểm phương nguyên xông ra khỏi khúc sông đột tuyền sau lưng hắn sa lưu khiêu tam thu hoàng hạt đài đã bị hắn bỏ xa chỉ có thuyền hằng là miễn cưỡng theo kịp không bao lâu sau cũng xông ra khỏi khúc sông đột tuyền không còn trở ngại tốc độ thuyền hằng tăng vọt nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với phương nguyên cứ tiếp tục như vậy ta sẽ trốn không thoát ánh mắt phương nguyên hiện lên điện mang, trong lòng quyết tâm bỗng nhiên dừng lại quay người đối chiến Phương Nguyên không còn chạy trốn, đám cổ tiên trên thuyền hằng vui mừng quá đổi, nhưng sau một khắc, bọn họ lại lộ ra vẻ mặt đầy cảnh giác. Tuần quả tử nói, mọi người cẩn thận, ma đầu không lùi mà chiến, tất có âm mưu gì đó. Nàng vừa nói dứt lời, sát chiêu Phương Nguyên đã thôi động. Sát chiêu tiên đạo quan âm phi nhận. Một chiêu này vẫn chỉ là cấp độ thất chuyển, nhưng nhờ đạo ngân trụ đạo trên người Phương Nguyên tăng phúc, quy năng tăng lên hơn trăm lần, đồng thời bên trong dòng sông thời gian còn có thể tăng lên cấp độ bát chuyển. Chỉ trong nháy mắt, cổ tiên bát chuyển thanh dạ cảm nhận được uy hiếp trí mạng, lông tơ toàn thân dựng đứng, tim thắt lại, vội vàng trốn tránh. Nhưng tốc độ quan âm phi nhận quá nhanh, so với ngũ chỉ quyền tâm kiếm còn nhanh hơn một bậc. Phương Nguyên vừa mới đánh ra, phi nhận đã bay đến trước mặt thanh dạ. Thuyền hàng đương nhiên có phòng ngự, nhưng quan âm phi nhận lại giống như xuyên qua tờ giấy mỏng, tùy tiện xuyên thủng. Chiêu này không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Tại sao hắn lại biết chiêu này? Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Một lát sau, gương mặt thanh dạ tràn ngập tuyệt vọng, sa vào tuyệt vọng thật sâu. Để cho ta. Trong thời khắc nguy hiểm, tuần quả tử đứng ra trước mặt thanh dạ. A. À. Toàn thân tuần quả tử kịch liệt trung lên, bị quan âm phi nhận bắn trúng, hai mắt mở lớn, bịch một tiếng ngã vào bông tàu. Phù phù phù. Thanh dạ thở mạnh, người đầy mồ hôi, may mắn nhặt lại được cái mạng. Tuần quả tử tiên hữu, gương mặt thanh dạ tái nhợt, lộ ra vẻ cảm động. Tam tuần tử còn lại liếc nhìn nhau, biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ cảm thấy, tuần quả tử dùng thân cản lưỡi đao thay thanh dạ, đổi lại ân tình rất lớn của vị cổ tiên bác chuyển này, tuyệt đối không lỗ vốn. Thanh dạ đại nhân, không cần quan tâm. Chúng ta có được thủ đoạn độc đạo có thể phục sinh tứ muội thượng tuần tử mỉm cười, cố ý nói một cách chân thành. Nào biết thanh dạ chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nặng nề vô cùng, ta cũng biết cũng có thể phỏng đoán được ảo diệu thủ đoạn của các người. Nhưng chỉ sợ lần này sát chiêu của các người vô dụng rồi. Ba người kia kinh ngạc, vội hỏi, ý của đại nhân là gì? Xin nói rõ. Đây là sát chiêu của Bạch Gia, năm đó khiến cho toàn bộ Trung Châu phải sợ hãi, có tên là quan âm phi nhận. Thanh giả nói, biểu hiện phức tạp, khó nén nổi sự khiếp sợ. Cái gì? Chính là chiêu này. Ba tuần tử biến sắc, người nào cũng rung lên, không còn vẻ ung dung như trước đó. Không, không thể nào. Không phải chiêu này đã thất truyền rồi sao? Thượng tuần tử lắc đầu không ngừng, không tin lời thanh giả nói. Nhưng sự thật chính là như thế, ngừng truy kích đi. Thanh giả hít sâu một hơi, sắc mặt đau thương nói. Đại nhân! cổ tiên thất chuyển còn lại lập tức kêu to. Phương Nguyên rõ ràng đang ở trước mắt, cơ hội lần này tốt biết bao nhiêu. Giết được ma đầu đó, công lao sẽ rất lớn. Nếu thả hắn đi, chúng tiên sẽ chịu tội không nhỏ. Nhưng thanh dạ đã quyết tâm. Trong ba tòa tiên cổ ốc, tốc độ của thuyền hàng là nhanh nhất, nhưng phòng ngự lại khá yếu kém. Các ngươi cũng nhìn thấy đó, không chống đỡ được quan âm phi nhận của Phương Nguyên đâu. Chúng ta cứ đuổi tiếp, sẽ chỉ khiến phương nguyên giết từng người chúng ta chi bằng giao luôn thuyền hằng cho hắn còn nữa tiên khiếu của ta là không khiếu nhưng các người vẫn còn tích lũy không thể tẩm bổ cho tên ma đầu đó được nếu lúc này ngoài thuyền hằng còn có tiên cổ ốc khác thanh giả có lẽ sẽ tiếp tục truy sát nhưng tình huống lúc này truy sát hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi phù phương nguyên thở ra một hơi chậm rãi mở hai mắt ra đây là một cái hố nhỏ dưới mặt đất trên vách động đốt lên từng điểm u hỏa, hình thành trận pháp thiên nhiên. Mặc dù phòng ngự không mạnh nhưng cũng có được tác dụng cảnh báo rất tốt. Phương Nguyên bị trúng mai phục của Thiên Đình bên trong dòng sông thời gian, dốc hết sức chém giết, cuối cùng vết ra một đường máu. Sau khi hất đám người thanh dạ, Phương Nguyên thuận một đường theo nhánh sông thời gian đến bên ngoài Nam Cương. Nam Cương chính là đại bản doanh của Ảnh Tông. Tử Sơn Chân Quân đã từng bố trí lỗ nhỏ u hỏa ở khắp mọi nơi. Phương Nguyên sử dụng sát chiêu định tiên du, tùy ý chọn ra một cái, tìm ẩn, nghỉ ngơi chữa thương. Mặc dù hắn có ấn hộ thân nghịch lưu nhưng cũng không che giấu toàn bộ hành trình, còn phải dựa vào sát chiêu đông cầu. Không đề cập đến kịch chiến lệ hoàng, trên đường đào vong, Phương Nguyên cũng phải tiếp nhận công kích điên cuồng của ba tòa tiên cổ ốc, bị thương không nhẹ. Phương Nguyên kiểm tra tiên khiếu chí tôn của mình một phen rồi chậm rãi đứng dậy. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng trong lỗ nhỏ, hắn đã khỏi hẳn. Nhân tố quan trọng vẫn là bên trên tiên thể trí tôn, đạo ngân không bài xích lẫn nhau. Điều này khiến hiệu quả chữa thương của phương nguyên trở nên kinh người. Tiên nguyên bạch lệ bên trong tiên khiếu cũng được tăng thêm, nhưng nói chung vẫn ở mức thấp. Phương nguyên chấp hai tay sau lưng, dạo bước trong lỗ nhỏ. Hắn đang suy nghĩ thế cuộc trước mắt, lông mày càng cao chặt hơn. Lần này, hắn xem như bị một cú ngã nhào bên trong dòng sông thời gian, dùng từ hiểm tử hoàng sinh để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Trong lòng Phương Nguyên không hề có cảm giác nghĩ lại mà sợ, hay may mắn gì cả. Ngược lại, tình huống đó cũng nằm trong đánh giá của hắn. Thực lực thiên đình thật sự quá hùng hồn. Thời gian Phương Nguyên cuộc khởi cũng không bằng con số lẻ lịch sử thiên đình. Nội tình hùng hậu như vậy, chỉ cần dùng lực một chút là đã có thể khiến Phương Nguyên không chịu nổi. Phá vây chiến bên trong dòng sông thời gian mấy ngày trước chính là minh chứng tốt nhất. Trước đó, Phương Nguyên có ưu thế ứng đối Thiên Đình là bởi vì hắn tập kích, khiến Thiên Đình không kịp chuẩn bị. Hắn vẫn luôn duy trì bí mật, khiến Thiên Đình không có chỗ xuống tay. Phương Nguyên vẫn dùng hết tâm lực, giành giật từng giây, thực lực không ngừng một đường hát vang, khiến mỗi lần Thiên Đình ứng đối đều phạm sai lầm. Nhưng khi Thiên Đình điều tra được nội tình Phương Nguyên càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng coi trọng cho đến khi đối cứng thực lực phương nguyên lập tức trở nên đơn bạc thiên đình mạnh không chỉ ở nội tình thực lực bản thân quan trọng nhất đó chính là thống nhất ý chí thực lực chính đạo nam cương thật ra rất hùng hậu nhưng gia tộc sang sát kết cấu lỏng lẻo đối mặt với phương nguyên khó mà có thủ đoạn thiên đình vẫn luôn bốn phía đuổi đánh phương nguyên nếu không phải phương nguyên xảo trá khó lường đa mưu túc trí đổi lại của tiên ma đạo khác sớm đã bị thiên đình bắt hoặc giết rồi Thời gian trôi qua, thiên đình đóng giữ bên trong dòng sông thời gian tất nhiên sẽ càng lúc càng mạnh. Phương Nguyên thu hoạch chân truyền Hồng Liên sẽ càng lúc càng xa vời. Đối mặt với con quái vật khổng lồ như thế, Phương Nguyên còn có thể làm sao? Tiên Nguyên Bạch Lệ gần như hao hết không còn. Nghịch Lưu Hà cũng chỉ còn lại một chút, bị lệ hoàng tiêu hao rất nhiều, rất khó mà sử dụng tiếp. Không giống như đảng Hồn Sơn, cốc lạc phách có sát chiêu cửu chuyển ngay ngắn rõ ràng, có thể lợi dụng cổ giang sơn như cố tiến hành phục hồi lại nghịch lưu hà thì khó rồi phương nguyên không thiếu thủ đoạn khôi phục nhưng bất luận thế nào đó cũng sẽ là một công trình khổ đại có thể đoán được trong tương lai rất lâu phương nguyên khó mà ỷ vào thủ đoạn ấn hộ thân nghịch lưu này nữa thiếu ấn hộ thân nghịch lưu nhưng tu vi phương nguyên đã tấn thăng bát chuyển cộng thêm thủ đoạn của hạ tra trước sau thực lực tăng lên không ít chỉ là lần này thủ đoạn của ta bại lộ quá nhiều rồi Niên thú thái cổ, sát chiêu xuân tiễn, hạ phiến bại lộ đều nằm trong kế hoạch của Phương Nguyên. Nhưng ngũ chỉ quyền tâm kiếm, quan âm phi nhận bị bại lộ khiến Phương Nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng điều này cũng không còn cách nào. Bên trong phá vây chiến, Phương Nguyên không thể không dùng hết thủ đoạn. Nếu che giấu, chỉ sợ lúc này đã thân tử đạo tiêu. Nhưng lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Nội tình thiên đình cũng đã được Phương Nguyên thăm dò ra ví dụ như thiên đình có thủ đoạn thần bí có thể khiến xuân thu thiền chấn động điều này phương nguyên đã nghĩ ra nhưng bây giờ nghĩ đến phương nguyên lại càng hiểu rõ hơn đại trận trụ đạo mai phục hắn chỉ sợ không phải nhằm vào hắn mà là chân truyền hồng liên xuân thu thiền chính là chìa khóa mở ra chân truyền hồng liên thiên đình nhắm vào chân truyền hồng liên sao có thể không bắt đầu nghiên cứu về xuân thu thiền chứ mặc dù bọn họ không cách nào luyện ra được xuân thu thiền nhưng trình độ mô phỏng vẫn có thể làm được. Lệ Hoàng, Thanh Dạ lại có cổ tiên bác chuyển mới xuất hiện. Thiên Đình thống trị Trung Châu, có thể từ trong 10 đại cổ phái tiếp nhận cổ tiên bác chuyển trở thành thành viên mới. Thỉnh thoảng còn có một hai vị cường giả thâm niên thức dậy từ tiên mộ. Sáng tạo ra từ thời kỳ thái cổ, vẫn luôn sừng sững đến nay, ai cũng không nói chắc được rốt cuộc nội tình Thiên Đình sâu bao nhiêu. Chỉ có nội tình như vậy, 500 năm trước thiên đình thống ngự trung châu lấy một địch bốn trong một khoảng thời gian rất dài đánh cho bốn vực khác không ngẩng đầu lên được liên tiếp có gia tộc bị diệt có lẽ cũng vì nguyên nhân này u hồn ma tôn nghe truyện trên tv audio cv đã từng nghịch thiên thành công cũng không dám trắng trợn giết tới thiên đình tiếp tục ẩn nút âm thầm thẩm thấu còn có ba tiên cổ ốc kia không trước đó ta phá hủy tòa kia tiên cổ cũng không tổn hại nhiều cho dù tổn hại thiên đình cũng có thể đoạt luyện nếu sau này ta đối mặt, ít nhất phải là bốn tòa, thậm chí còn có khả năng nhiều hơn. Cổ tiên bác chuyển trụ đạo, ngay cả thiên đình cũng không dễ dàng mang ra được. Nhưng tiên cổ ốc trụ đạo lại có thể được tháo dỡ từ tiên cổ ốc khác, hoặc do cổ tiên cất giữ, từ trong kho tàng lấy ra, tiến hành lắp ráp. Sau khi lắp ráp, thiên đình có thể sử dụng cổ tiên lưu phái khác, tọa trận bên trong tiên cổ ốc, đạt đến mục đích phong tỏa toàn bộ dòng sông thời gian. Cái gì vây ngụy cứu triệu, điệu hổ ly sơn không còn có tác dụng thiên đình là động thiên đứng nhất ngũ vực không hề có nỗi lo về sau phương nguyên công thượng thiên đình đừng nói ngay cả cánh cửa cũng không vào được cho dù có vào được chọc thiên đình tức giận hai ba vị đại năng bác chuyển bừng tỉnh trong tiên mộ cái mạng nhỏ của phương nguyên rất có khả năng nằm ngay tại chỗ nếu phương nguyên tập kích quấy rối mười đại cổ phái cũng không dao động được sự thống trị của thiên đình lại còn nguy hiểm hơn dù sao trong thiên đình vẫn còn vị đại năng trí đạo tử vi tiên tử ánh mắt phương nguyên lạnh như băng hắn biết rất rõ ràng muốn tìm được chân truyền hồng liên nhất định phải liều mạng với thiên đình phòng thủ của thiên đình bên trong dòng sông thời gian còn nghiêm mật hơn chứng tỏ tầm quan trọng của chân truyền hồng liên hy vọng phương nguyên phá hủy túc mệnh cổ chính là nằm ở đây nhanh hơn nữa thiên đình nắm giữ đủ loại thủ đoạn rất có thể sẽ giành một bước đoạt được chân truyền hồng liên trước Phương Nguyên. Cho nên, Phương Nguyên nhất định trước khi thiên đình đoạt được, đột phá phòng ngự của thiên đình, tìm được đảo Thạch Liên, thu hoạch được món đồ quan trọng nhất do hồng liên ma tôn lưu lại. Về phần là cái gì, Phương Nguyên cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ sợ thiên đình cũng như vậy. Đóng giữ dòng sông thời gian là dương mưu của thiên đình, bởi vì chiếm cứ ưu thế chiến lược, thiên đình không lo Phương Nguyên không đến. Chữa trị tốt mệnh của sắp xong rồi, Phương Nguyên nhất định phải xông phá phòng thủ Thiên Đình, đạt được Chân Truyền Hồng Liên, khi đó hắn mới có khả năng phá hư Túc Mệnh Cổ. Ngay cả đâm nhau đến đầu rơi máu chảy, cho dù biết rõ có mai phục, cửu tử nhất sinh, Phương Nguyên cũng không thể không làm. Không có phương pháp xảo diệu nào khác, cũng không có bất kỳ đường tắt nào khác. Chỉ khi nào thực lực của ta tăng lên, cho đến khi vượt qua tất cả lực lượng Thiên Đình đóng giữ, xông phá tất cả mọi trở ngại, ta sẽ cướp được Chân Truyền Hồng Liên mục đích đạt thành, phương nguyên mới có tư cách quần nhau với thiên đình. Tiên khiếu chí tôn Tiểu Tây Mạc Phạm vi hơn nghìn dặm trắng xóa như tuyết Phân thận trụ đạo phương nguyên đang ở đây, cuối người nắm một nắm cát, cẩn thận quan sát. Những hạt cát này vô cùng chắc khỏe, trong suốt như băng, còn tản ra hơi lạnh. Lúc này đang là ban ngày, nhiệt độ không khí ở tiểu Tây Mạc cũng không thấp, nhưng ở bên trong sa mạc lại khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu phân thân phương nguyên lại nhặt lên một nắm cát trắng như tuyết bỏ vào trong miệng. Hạt cát gặp nước bọt, lập tức hòa tan, sinh ra một vị mặn nhàn nhạt. Đây chính là muối cát. Muối cát trong lịch sử nhân tộc lưu truyền một cố sự rất lâu. Một trăm vạn năm trước, thời thượng cổ, mặc dù nhân tộc sáng lập thiên đình, nhưng thế lực dị nhân bốn vực vẫn khổng lồ như cũ, áp chế nô dịch nhân tộc. Tây Mạc, thành trì của nhân tộc luôn gặp sự xa lánh và chèn ép của dị nhân chung quanh dị nhân liên hợp lại ngụy trang thành đạo tặc chẳng đánh bất cứ thương đội nào đi về thành trì nhân tộc dần già, thành trì nhân tộc thiếu vật dụng sinh hoạt không cách nào chèo chống nổi thành chủ nhân tộc vì an nguy của toàn bộ thành trì không thể không thỏa hiệp với một tộc dị nhân gả đứa con gái mình yêu thương nhất ra ngoài đổi lại hòa bình con gái thành chủ cũng nhận biết được thế cục vì tộc nhân cả thành trì mà hy sinh chính mình đội ngũ hòa thân rất nhanh đã được tập trung thỏa đáng từ thành trì bước ra do thành chủ nhân tộc đích thân hộ tống thời điểm bôn ba trong sa mạc bọn họ gặp được một lão giả đang bị ngất thương thế lão giả rất nặng đang ở trong trạng thái sắp chết toàn thân mọc đầy mũ đau nhức hôi thối kinh người thành chủ thấy ông ta là nhân tộc liều hạ lệnh cho thuộc hạ cứu ông ta lão giả chậm rãi tỉnh dậy nói lời cảm tạ với thành chủ thành chủ ngươi đã cứu tỉnh ta không ngại cứu ta thêm một chút cho ta áo bào của ngươi còn có tọa kỵ, để ta tự mình rời đi. Thủ hạ thành chủ liền chế dẻo, áo bào thành chủ trân quý đến cỡ nào, sao có thể mặc trên người lão ăn mày chứ? Nhưng thành chủ lại khoát tay, áo bào trân quý nhưng sao bằng mạng người. Ta còn có áo bào được chuẩn bị trước, cái này cho ngươi. Nhưng tọa kỵ của ta, không phải cổ sư thực lực cao thì không thể khống chế được. Đưa cho ngươi ngược lại hại tính mạng của ngươi đấy. Nói xong, thành chủ quả nhiên đưa áo bào, còn có rất nhiều nước, lương khô cho lão giả. Sau đó, thành chủ lại sai người dẫn đến một con lạc đà ngoan ngoãn. Lão giả cảm khái không thôi, thành chủ, ta đã từng nghe đến tên của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Ngươi đã làm chuyện tốt, chi bằng làm chuyện tốt đến cùng. Những cục mũ trên lưng ta đau quá, khiến cho ta đau đớn nhiều năm. Chỉ cần có sự nữ sinh ngày âm tháng âm năm âm tự mình dùng miệng cắn nát chúng cho ta, ta sẽ khỏi hẳn lão giả vừa mới nói xong thủ hạ thành chủ liền thống mạ thiếu chút nữa muốn ra tay giết chết lão giả thành chủ cũng hơi tức giận bởi vì ai cũng biết con gái của ông được sinh vào ngày âm tháng âm năm âm thành chủ nói lão trượng ngươi đừng trêu chọc ta nữa mặc dù ta là thành chủ nhưng lúc này ta còn là một phụ thân đáng thương con gái mà ta yêu thương nhất không thể không đưa cho vũ nhân dụng ý khó dò để nó làm nô thiếp cho người ta phụ thân nếu như con hy sinh đổi lấy tộc nhân toàn thành có thể sống sót, con nguyện ý tiếp nhận vận mệnh này. Lúc này, con gái thành chủ bước đến. Thì ra âm thanh ồn ào đã thu hút sự chú ý của nàng. Từ miệng của người bên ngoài, nàng cũng biết chuyện gì xảy ra. Nàng bước đến trước mặt lão giả, gật đầu nói, lão trượng, mời ông cho ta xem mụn mũ sau lưng của ông một chút. Ngươi đồng ý ra tay chữa khỏi thương thế cho ta sao? Lão giả nghi hoặc. Đúng vậy, Mặc dù ta là con gái của thành chủ, người bên ngoài đều nói thân phận ta cao quý, nhưng cao quý thì sao chứ? Con gái thành chủ cười khổ, chỉ có nhân tộc chúng ta cao quý, thân phận chúng ta mới thật sự cao quý. Ta đã không còn hy vọng, sắp biến thành nô thiếp dị nhân. Đã như vậy, vì sao ta lại không cứu ông chứ? Lực lượng nhân tộc chúng ta quá bạc nhược, có thêm nhân tộc cũng tốt mà. Thành chủ và những người khác nghe xong, đều cảm động hết sức không còn tiếp tục ngăn cản nữa những mụn mũ sau lưng lão giả nhìn xấu xí cực kỳ hôi thối kinh người vừa nhìn đã có cảm giác buồn nôn con gái thành chủ ngay ra một lúc nhưng cuối cũng nàng vẫn cố nén khó chịu dùng răng cắn nát những mụn mũ sau lưng lão giả miệng vết thương vừa vỡ chỉ để lại thứ chất lỏng màu trắng bạc chất lỏng chảy xuống sa mạc mùi thơm nồng chợt tràn ngập khiến đội ngũ hòa thân thần thanh khí sản lão giả bỗng nhiên biến mất chỉ còn âm thanh truyền khắp tai mọi người, thành chủ, người như ngươi mới đáng cho lão phủ ra tay cứu giúp. Nhân tộc không chỉ có cổ tiên mà còn có cổ sư như ngươi thì mới có hy vọng. Sa mạc này sẽ giao lại cho các ngươi, hãy cố gắng kinh doanh nhé. Lúc này, đám người thành chủ mới hiểu ra, thì ra lão nhân chính là cổ tiên nhân tộc, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Sa mạc được chất lỏng màu bạc nhiễm xuống, liền biến thành muối cắt trắng như tuyết. Thành chủ nắm giữ một sa mạc rộng lớn, bán muối cát, không lo nguồn tiêu thụ, khiến thành trì khởi tử hồi sinh, càng lúc càng mạnh. Cho đến ngày nay, muối cát đã không còn là sản phẩm đặc biệt của Tây Mạc, mà đã lan khắp bốn vực. Muối cát mà Phương Nguyên có được bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, chính là nhờ hắn đoạt khiếu của Tiên Nam Cương mới có được. Kiểm tra một vòng, Phương Nguyên đã hiểu rõ hơn về vùng sa mạc này, vô cùng hài lòng rời đi. Hiện tại, Thiên Đình đã bắt đầu bán ngân long ngư bên trong Bảo Hoàng Thiên. Xem ra, bọn họ đã vơ vét được phương pháp nuôi dưỡng long ngư từ u hồn ma Tôn. Theo thời gian, kim long ngư cũng sẽ được đưa ra thị trường. Buôn bán long ngư của Phương Nguyên bị đã kích rất mạnh. Trong thời gian ngắn, bởi vì hắn đã chiếm được thị trường, long ngư mang lại lợi ích không nhỏ. Nhưng về sau, nhất định sẽ bị thiên đình bỏ xa. Nhưng không sao, sau khi Phương Nguyên chiếm đoạt tiên khiếu cổ tiên nam cương, bên trong tiên khiếu chí tôn đã có thêm mười mấy phút địa cộng thêm một động thiên. Muốt các xem như bỏ qua, chỉ có thể xem là cổ tài bình thường. Nhưng tài nguyên tiên tài lại không ít, trong đó có năm sáu điểm tài nguyên, cũng có thể so sánh với buôn bán long ngư. Ao niên hoa bên trong động thiên hạ tra chính là một trong số đó. Vì thế, Phương Nguyên vẫn một ngày thu một đấu vàng, thậm chí độ tích lũy tiên nguyên thạch còn muốn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Trước đó, hắn cổ tâm kinh doanh, nuôi tiên cổ cũng không có khuyết điểm cho dù có thêm tiên cổ, nhưng bởi vì hắn có thêm tiên khiếu cổ tiên, có thể thuận tiện dời cắm các điểm tài nguyên này. Nuôi tiên cổ vẫn có chút vấn đề, nhưng không sao. Phân thân trụ đạo liếc nhìn khu vực muối cắt một lần nữa, sau đó thôi động định tiên du. Sa mạc muối cắt này là điểm tài nguyên thứ hai từ dưới đếm lên mà hắn thị sát. Sau một khắc, phân thân phương nguyên đã đến thị tỉnh. Trong thị tỉnh đã tập trung một đám mao nhân rất quy mô những mao nhân này phần lớn là phương nguyên có được từ trong tiên khiếu cổ tiên nam cương bị bắt cổ tiên nam cương hoặc nhiều hoặc ít đều nuôi một nhóm mao nhân dùng để luyện chế phàm cổ nô lệ mao nhân bên trong bảo hoàng thiên là món hàng bán nhiều tiền nhất phương nguyên tập trung toàn bộ mao nhân trong tiên khiếu các cổ tiên vào thị tỉnh trước mắt mà nói nuôi mao nhân có trợ giúp rất lớn đối với phương nguyên phương nguyên truyền thụ cổ phương mộng đạo và phương pháp tu hành cho những mao nhân này nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là tiến vào giấc mơ của mình vơ vét cổ tài mộng đạo sau đó luyện chế phàm cổ mộng đạo cho phương nguyên sử dụng sát chiêu giải mộng của phương nguyên tiêu hao phàm cổ mộng đạo rất lớn trước đó phương nguyên trắng trợn thăm dò mộng cảnh cho nên đã sử dụng hết phàm cổ mộng đạo trong tay nếu không phải có mao nhân này kịp thời luyện chế phàm cổ mộng đạo tiến hành bổ sung phương nguyên còn chưa thể thăm dò hết mộng cảnh trong tay hắn khi phân thân đến thị tỉnh bầu trời dần dần ảm đạm. Tuy không có mặt trăng nhưng lại giống như chạng vạn tối. Sau khi phương nguyên trở thành bác chuyển, Phúc Địa Chí Tôn đã tấn thăng thành Đông Thiên, có được thiên tượng thay đổi. Bởi vì tài nguyên trụ đạo bên trong tiên khiếu cực kỳ phong phú, dẫn đến thiên tượng thay đổi vô cùng tinh tế, gần như tương đương với ngũ vực bên ngoài. Phân thân Phương Nguyên đang định tìm hành quan sát tình huống bao nhân bên dưới, bỗng nhiên thân hình chậm lại, ánh mắt hiện lên tinh mang, bản thể đã tìm được phong ấn ngũ tướng sau khi phương nguyên nghỉ ngơi bên trong lỗ nhỏ ô hỏa xong hắn đã rời khỏi lỗ nhỏ lên đường đến bạch thiên tình huống kinh doanh bên trong tiên khiếu của hắn cực kỳ tốt hậu cần đúng chỗ giúp cho hắn không cần tỉnh dưỡng tiên nguyên dự trữ vẫn đang tăng lên hắn tất nhiên không muốn lãng phí thời gian lập tức tiến vào bạch thiên lúc này là lúc phong ấn ngũ tướng sắp mở ra một lần nữa tiến hành đổ ước ngàn năm bạch thiên thái cổ bầu trời vốn không có vật gì lúc này lại xuất hiện một môn lâu thật lớn. Những mái hiên cong lên, những bức chạm khắc bằng gạch hai mặt trên lam cửa và một tấm biển treo năm chữ lớn, ngũ tương đổ đấu môn. Môn lâu giống như làm bằng đồng thau, tản ra khí tức uy vũ hùng khoát. Ban đầu nó chỉ là hư ảnh, nhưng theo thời gian, nó dần dần ngưng thực, càng lúc càng rõ ràng. Tổng cộng có sáu cổ tiên thích gia, lúc này đang đứng bên ngoài chờ môn lâu ngưng thực. Một vị cổ tiên lão giả dẫn đầu, dáng người gầy còm nhưng tinh thần quắc thước mắt ẩn chứa thần mang chắp hai tay sau lưng eo thẳng tắp giống như trường thương đây là thái thượng đại trưởng lão thích gia thích phát bên trái là thái thượng nhị trưởng lão thích tài ông ta vuốt râu nói ta đã từng mở phong ấn mấy lần nhưng lần này trong lòng lại không kiên nhẫn có chút không chờ đợi kịp hai tượng tam trưởng lão thích tiếng cười nói trận đổ ước này kéo dài đã mấy ngàn năm rốt cuộc hôm nay cũng có được một cái kết chúng ta thân là hậu nhân thích gia có thể kiêu ngạo mà tế tự tiên tổ người thắng lợi cuối cùng chính là thích gia chúng ta trong lúc mọi người đang nói chuyện môn lâu đã hoàn toàn ngưng thực một đám mây lớn tụ lại gánh chịu môn lâu bên trong khung cửa bắt đầu hiện ra ánh sáng năm màu biểu tượng sức mạnh ngũ tướng các đời đầu tiên là ánh sáng màu đỏ chiếu rọi xuống phản chiếu mây trắng bên dưới thành một mảnh đỏ bừng nhưng huyết tướng tiết gia bởi vì tu hành huyết đạo sớm đã bị diệt tuyệt không còn người nào còn sống. Cho nên sau khi ánh sáng chiếu xuống một hồi đã chậm rãi tiêu tán. Sau đó là ánh sáng màu vàng thay vào. Đối ứng là cực tướng trì gia. Tuy trì gia có con cháu hậu bối, nhưng vì sinh sống trong tiên khiếu tổ tông, không muốn phát triển, ham ăn biến làm, giống như heo chó. Đương nhiên là không có cổ tiên sinh ra. Tiếp theo là ánh sáng màu nâu. Nê tướng nghe gia đã từng có cổ tiên, mặc dù số lượng không nhiều nhưng đều là tinh anh thậm chí có một vị họ nghe, có người phỏng đoán cảnh giới luyện đạo của người này chỉ sợ đã đạt đến tình trạng chuẩn vô thượng luyện đạo. Chỉ là ông ta đã dung hợp rất nhiều tiên cổ vào huyết mạch nghe gia, muốn di trạch hậu đại, đáng tiếc bây giờ sơn trại các nơi của nghe gia đều bị thích gia khống chế, lật người không nổi. Sau ánh sáng màu nâu là ánh sáng màu trắng. Đến chúng ta rồi. Tinh thần thích tài lập tức chấn động, càng khó dằn nổi. Chúng ta đi. Giọng nói của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thích Phát vang lên, dẫn bốn vị cổ tiên đằng sau rơi xuống trước môn lâu, tắm trong ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng hơi chấn động một chút, nhanh chóng tăng lên, bắn phá trên người năm vị cổ tiên thích gia, sau đó khôi phục lại trạng thái trước đó, tiếp tục chiếu rọi. Nhưng lần này có cổ tiên thích gia đứng chờ sẵn. Hậu nhân khí tướng không còn tăng thêm, ánh sáng trắng cũng theo đó mà tiêu tán. Tráng năm vị cổ tiên thích gia quanh quẩn một luồng khí xoáy trắng xóa, chính là đã thông qua được kiểm trắc phong ấn, nhận được tư cách tiến vào đổ đấu môn để đánh cược. Cuối cùng chính là Bạch Gia. Thích tiếng lên tiếng, giọng nói khó nén được sự khẩn trương. Cổ tiên Thích Gia rơi xuống tầng mây, còn chưa tiến vào môn lâu, tất cả đều tập trung tinh thần đề phòng nhìn chung quanh. Bọn họ biết sự tồn tại của Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng kế thừa động thiên Bạch Tướng, lại còn tu thành sát chiêu tiên đạo Bạch Tướng, trong những cuộc đại chiến cũng có được biểu hiện khiến người ta phải kinh ngạc. Thiên đình công bố toàn bộ tin tức về Phương Nguyên ra ngoài, đồng thời cũng có những thông tin liên quan đến dư nghiệp ảnh tông bên cạnh Phương Nguyên. Mặc dù Bạch Ngưng Băng vẫn chưa chân chính gia nhập ảnh tông, nhưng cũng không trốn được việc tin tức của mình bị tiết lộ. Tuy thích gia là gia tộc ẩn thế, không tham dự vào đấu tranh thế tục, nhưng vẫn khá chú ý với tin tức bên ngoài. Ánh sáng màu lam nhạt chiếu xuống, từ đầu đến cuối vẫn không thấy có ai xuất hiện sau đó yếu dần rồi tiêu tán thích tài thở ra một hơi tốt quả nhiên bạch ngưng băng chưa từng xuất hiện lần này thích gia ta thắng là điều không thể nghi ngờ a à, ông ta vừa dứt lời lập tức nhìn thấy hai bóng người phá không bay đến tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã rơi xuống trước mặt môn lâu cổ tiên thạch gia nhìn thấy người đến là một nam một nữ mái tóc của cô gái màu bạc giống như tu cờ rũ xuống thắt lưng Long đồng màu nhạt, khi nhìn kèm theo khí tức băng lãnh. Da thịt nàng trắng như tuyết, biểu hiện lãnh khốc, dung nhan tuyệt thế kinh người. Càng hút mắt người khác hơn chính là, trên trán của cô gái này mọc một cặp trừng rồng màu đỏ rất xinh. Nhìn thấy cô gái, trong lòng cổ tiên thích gia đều xuất hiện một cái tên, Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng quả nhiên đã đến, đúng là hỏng bét mà. Người bên cạnh nàng ta là ai? Thích Tiếng chú ý đến Bạch Ngưng Băng trước. Chợt chuyển ánh mắt sang vị cổ tiên nam bên cạnh. Vị cổ tiên này chỉ là một thiếu niên, mái tóc dài đến eo nhưng lại đen như thác nước, mũi cao thẳng, gương mặt tuấn tú vô cùng, ánh mắt sâu như đầm, giống như màn đêm trường tồn có thể bao phủ cả thế gian. Nhìn thấy vị thiếu niên này, thích tiếng giống như bị sét đánh, cơ thể chấn động, trong lòng lạnh lại, hầu kết nhấp nhô, giọng điệu trở nên khàn khàn, khó khăn lên tiếng, "Phương, Phương Nguyên." Biểu hiện của ông ta dù sao vẫn còn tốt còn cổ tiên thích gia bên cạnh đã lung lay thân hình, hai chân co giật, toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quan hệ giữa Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đến nay vẫn luôn được truyền khắp giới cổ tiên ngũ vực. Nếu như Bạch Ngưng Băng xuất hiện tham gia đổ ước ngũ tướng, Bạch Ngưng Băng rất có khả năng sẽ đến cùng. Điểm này, trước khi thích gia hành động đã thương nghị qua, tất cả mọi người đều đã có tâm lý chuẩn bị. Nhưng, khi Phương Nguyên thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ, Lúc này bọn họ mới hiểu ra cái gì là chuẩn bị tâm lý thùng rỗng kêu to. Sợ hãi, bối rối, bàn hoàng, đủ loại cảm xúc nhanh chóng tràn ngập toàn thân bọn họ, khiến bọn họ như rơi vào hầm băng. Đây chính là Phương Nguyên. Hắn có được xuân thu thiền, trùng sinh trở về. Người đã lấy thân phận phàm nhân luyện ra tiên cổ trên núi Tam Vương, đoạt lấy phúc địa hồ tiên trước mặt 10 đại phái Trung Châu. Hắn là người đánh sập lầu chân dương Bắc Nguyên ai cũng không biết hắn đã thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn kế thừa chân truyền đạo thiên, hợp tác với dị nhân phúc địa lan gia. Hắn ngụy trang thành vũ di hải, ngay cả vũ dung cũng bị quay mòng mòng. Đại chiến mộng cảnh trêu đùa toàn bộ chính đạo Nam Cương, trở thành tông chủ ảnh tông. Chính đạo Nam Cương đuổi giết hắn. Thiên đình truy nã hắn bốn phía, hắn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, càng đánh càng mạnh. Bên trong bức tường ngăn giới, hắn dùng tu vi thất chuyển đánh đau cổ tiên bác chuyển lôi quỷ chân quân khiến thiên đình mất hết vi vọng phúc địa lan gia bị thiên đình xâm lấn hắn cướp định tiên du nghênh ngang rời đi mấy tháng trước hắn lại mai phục toàn bộ chính đạo nam cương bắt cóc một số cường giả cổ tiên nam cương sau đó bắt chẹt các thế lực lớn cách đây không lâu thiên đình đã công bố tin tức miễn phí bên trong bảo hoàng thiên ngay cả cuộc đại chiến bên trong dòng sông thời gian hiếm có ai biết cũng bị lộ ra ánh sáng toàn bộ giới cổ tiên ngũ vực cũng vì đó mà rúng động phương nguyên vô thanh vô thức trở thành cổ tiên bát chuyển đồng thời có được các sát chiêu như xuân tiễn hạ phiến ngũ chỉ quyền tâm kiếm ly kỳ nhất chính là ngay cả quan âm phi nhận thất truyền cũng bị hắn luyện thành phương nguyên thấy tin tức của mình đã bị tiết lộ không ít quyết định tiết lộ luôn thủ đoạn của thiên đình bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay giới cố tiên sôi trào nội tình và thủ đoạn của thiên đình khiến thế nhân chấn kinh. Nhưng càng làm cho người ta kiên kỵ chính là, Phương Nguyên vẫn chạy thoát như cũ. Thiên đình thiết kế đại trận trụ đạo bên trong dòng sông thời gian, lại có mấy vị cổ tiên bác chuyển, mấy tiên cổ ốc nhưng cũng chẳng làm gì được Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên bại, nói một cách không dễ nghe là thời điểm chạy trối chết chật vật như chó, nhưng sau khi trận chiến này bị lộ, uy danh của hắn lại lên như diều gặp gió, xâm nhập lòng người không chỉ có bản thân hắn xảo trá, cũng bởi vì đối thủ của hắn là Thiên Đình. Thiên Đình được thành lập từ thời viễn cổ, có được lịch sử 300 vạn năm, bị ma tôn mấy lần xâm lấn vẫn sừng sững không ngã, nội tình thâm hậu, từ lúc thành lập cho đến nay đều là đệ nhất thế lực nhân tộc. Lâu như vậy, Thiên Đình lại không làm gì được một vị cổ tiên ma đạo. Tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Nhìn chung toàn bộ lịch sử Thiên Đình, trường hợp như vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay rất nhiều cổ tiên, thế lực đều quan sát, muốn biết xem khi nào thiên đình mới có thể bắt được phương nguyên, còn phương nguyên thì có thể chèo chống đến khi nào. Dưới đủ loại cảm xúc, vi danh phương nguyên giống như mặt trời ban trưa. Phương nguyên tu vi thất chuyển có thể kháng bát chuyển. Phương nguyên tu vi bát chuyển đã trở thành ma tiên rúng động thế gian. Hắn như sao chổi cuộc khởi, tốc độ nhanh chóng, kinh thế thoát tục. Hiện tại ngôi sao chổi này đã hóa thành mặt trời, treo cao trên không, ánh sáng lóa mắt khiến rất nhiều người không cách nào ngước đầu nhìn lên. Ma vương phương nguyên Biên độ rung rẩy của cổ tiên thích gia càng lúc càng lớn. Phương nguyên chỉ xuất hiện, đã lặng im chấn nhiếp những người này. Ma uy hiển hách Mọi người đừng hốt hoảng. Giọng nói thái thượng đại trưởng lão thích phát trở nên khàn khàn. Thân hình vốn thẳng ngày thường, lúc này giống như cây trúc trong gió, nhẹ nhàng rung rẩy. Không ai dám dễu cực ba vị cổ tiên thất chuyển hai vị cổ tiên lục chuyển thích gia liên thủ cũng không phải đối thủ của phương nguyên trước mặt phương nguyên bọn họ giống như thịt cá trên thất gỗ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm sau khi thích phát lên tiếng xong ông ta dốc hết dũng khí nói tiếp bây giờ chúng ta đang đứng trước đổ đấu môn được môn lâu tán thành có thể thăm dò thế giới động thiên kia cho nên cũng nhận được sự bảo vệ của môn lâu phương nguyên muốn giết chúng ta nhất định phải bước qua được chướng ngại của môn lâu còn nếu hắn muốn hủy môn lâu, chẳng khác nào hủy đổ ước, không thể tiến vào thế giới khác của môn lâu. Thích Phát nói xong, lập tức ổn định lòng người. Phương Nguyên cũng không khỏi đánh giá Thích Phát một chút, mỉm cười, không tiếc tán thưởng, đúng là có chút mưu tính. Thích Phát nói với Cổ Tiên Thích gia nhưng cũng là cảnh cáo Phương Nguyên. Thích gia có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong đổ ước ngàn năm ngũ tướng cũng không phải là không có lý. Qua nhiều năm như vậy, tình huống của thích gia bây giờ luôn là chèn ép nô dịch bốn nhà khác đồng thời thanh danh không quá hiển hách ẩn tàng rất sâu ngay cả chính đạo nam cương cũng không có cảm giác bao nhiêu ít nhất là bọn họ vẫn không có ý định nhúng chàm vào chí bảo ngũ tướng từ đó có thể thấy được bản lĩnh của thích gia như thế nào nhưng cho dù bản lĩnh của họ có đủ lớn gặp phải phương nguyên cũng phải rơi vào tình huống khó xử nụ cười của phương nguyên rơi vào mắt bọn họ lại càng kinh khủng dọa người Hàm răng trắng của hắn chẳng khác nào lợi kiếm đao thương tản ra hàng quang trong suốt. Phương Nguyên nhìn Cổ Tiên thích gia một chút, sau đó quay sang nhìn Bạch Ngưng Băng. Lúc trước, hai người đã sớm thương nghị qua. Bạch Ngưng Băng gật đầu với Phương Nguyên một cái rồi bay vào môn lâu. Cổ Tiên thích gia hơi giật mình nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo. Bạch Ngưng Băng vừa mới tiến vào ánh sáng màu lam nhạt, ánh sáng liền chập chờn một chút, sau đó ổn định lại. Phương Nguyên âm thầm gật đầu lúc trước hắn còn lo lắng cho thân phận long nhân của bạch ngương băng dù sao long nhân cũng là dị nhân không tính là nhân tộc chính thống nhưng bây giờ xem ra môn lâu đã công nhận huyết mạch của bạch ngương băng không liên quan gì đến nhân tộc hay dị nhân cả sau mấy hơi thở bạch ngương băng chính thức nhận được sự tán thành của môn lâu thuận theo một luồng sức mạnh ôn hòa rơi xuống tầng mây ánh mắt của tiên thích gia hơi hiện ra vẻ tiếc nuối xem ra bạch ngương băng không bị phương nguyên khống chế bằng không môn lâu tuyệt sẽ không tán thành nàng ta đáng tiếc thật là đáng chết bạch ngưng băng được tán thành cũng có thể tiến vào thế giới khác của môn lâu từ khi bạch ngưng băng bị nguyễn thạch lão nhân quản chế nguyễn thạch lão nhân cũng chưa từng có ý định nô dịch nàng tất cả hợp tác đều mang tính chất giao dịch sau khi bạch ngưng băng phụ thuộc phương nguyên tuy phương nguyên có thủ đoạn khống chế nàng nhưng cũng chưa từng ra tay chính bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân môn lâu này bạch mương băng rơi xuống tầng mây cẩn thận kiểm tra một phen sau đó quay sang nói với phương nguyên chỉ cần rơi xuống tầng mây này xem như được môn lâu tán thành đồng thời giữa các cổ tiên còn không được ra tay với nhau được ánh mắt phương nguyên lóe lên tinh mang hành động tiếp theo của hắn khiến cổ tiên thích gia kinh ngạc kêu lên phương nguyên cũng bay đến ánh sáng màu lam nhạt ánh sáng màu lam nhạt hơi chập chờn một chút rồi ổn định lại tuy diện mạo của phương nguyên vẫn giống như lúc trước nhưng hắn đã sớm thúc giục sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết chiêu này đã được hắn cải tiến gia tăng thêm tiên cổ huyết đạo giúp cho hắn có thể ngụy trang thành người thân của một ai đó lúc trước hắn cũng dựa vào chiêu này mà lừa vũ gia ngụy trang thành vũ di hải lẫn vào chính đạo nam cương nhưng phương nguyên còn chưa kịp vui mừng mặt ngoài môn lâu bỗng nhiên xuất hiện bốn luồng ánh sáng khác bốn loại ánh sáng này đại diện cho sức mạnh của bốn tướng khác Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút. Vừa nãy, hắn để cho Bạch Ngưng băng đi trước, chính là muốn lợi dụng ánh sáng màu lam nhạt. Khi hắn bay vào trong ánh sáng, hắn đã lừa được ánh sáng màu lam nhạt, nhưng không nghĩ đến bốn luồng ánh sáng khác đột nhiên xuất hiện. Hoành Môn lâu chấn động Một luồng sức mạnh vô hình khổng lồ hung hăng đẩy Phương Nguyên ra ngoài ánh sáng. Dựa vào gặp mặt từng quen biết cũng không lừa được sao. Trong lòng Phương Nguyên hơi trầm xuống tuần thiên ngũ tướng tổ hợp này đã từng lãnh thụ giới cổ tiên nam cương lúc này đã biểu hiện phong thái và thực lực của bọn họ năm vị cổ tiên thích gia đều thở vào một hơi vẻ vui mừng và cảm thấy may mắn đều hiện lên trên khuôn mặt hành động của phương nguyên quả thật đã dọa sợ bọn họ nhưng kết quả sau cùng lại khiến bọn họ cảm thấy vui mừng vô cùng nguy hiểm thật cuối cùng phương nguyên vẫn không tiến vào được chúng ta vẫn còn hy vọng phương nguyên bị bài xích bên ngoài chúng ta chỉ cần đối phó một mình bạch ngưng băng là được sát chiêu bạch tướng của nàng ta đúng là rất phiền phức nhưng chân truyền khí tướng của chúng ta cũng không phải an chay phương nguyên ngưng thần đánh giá môn lâu trước mặt không thể không nói hắn nghĩ môn lâu đã quá đơn giản rồi hoặc chính xác hơn mà nói tin tức ảnh tông thu thập và tin tức bạch ngưng băng cung cấp dường như không quá liên quan đến môn lâu muốn lừa gạt qua cửa chỉ dựa vào gặp mặt từng quen biết là không được. Phương Nguyên không muốn để Bạch Ngưng Băng vào trong đó thăm dò một mình. Bạch Ngưng Băng không đáng tin. Cho dù nàng ta đáng tin, chỉ dựa vào một mình nàng ta, cũng không đối phó hết với cổ tiên thích gia. Mặc dù Phương Nguyên gặp khó một lần, nhưng quyết tâm muốn trà trộn vào của hắn không hề dao động. Khí tướng, bạch tướng, huyết tướng, nê tướng, Cật tướng, tuần thiên ngũ tướng. Môn lâu này do bọn họ liên thủ sáng tạo, có được sức mạnh của năm người bọn họ. Phương Nguyên không khỏi suy nghĩ. Khí tướng, bạch tướng, huyết tướng, nê tướng, cực tướng đối ứng với khí đạo, băng đạo, huyết đạo, thổ đạo và thực đạo. Phương Nguyên có cảnh giới huyết đạo, thổ đạo khá cao. Mặc dù cảnh giới thực đạo không cao, nhưng Phương Nguyên nắm giữ chân truyền U Hồn Ma Tôn, bên trong bao gồm luôn truyền thừa thực đạo chính thống nhất thế gian. Có được cơ sở này, Phương Nguyên sẽ có được sức mạnh như thác đổ, Nội tình hùng hậu. Cảnh giới khí đạo, băng đạo đều rất thấp, nhưng phương diện băng đạo không đáng để lo. Bởi vì chân truyền Bạch Tướng Bạch Ngưng Băng cung cấp rất có giá trị tham khảo, giúp Phương Nguyên có thể lừa được ánh sáng màu lam nhạt. Cho nên, chướng ngại duy nhất thật ra chính là sức mạnh khí tướng. Thần mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Cảnh giới khí đạo của Phương Nguyên không đủ. Truyền thừa khí đạo, hắn cũng nắm giữ không nhiều dù sao khí đạo cũng đã suy thoái từ lâu nhưng không sao ta vẫn còn vần sáng trí tuệ phương nguyên quyết định dựa vào vần sáng trí tuệ mà đột phá cổ tiên thích gia âm thầm giao lưu hắn đang làm gì thế dường như đang suy tính thiên đình không phải đã công bố qua sao thủ đoạn trí đạo của ma đầu kia rất phi phàm ha ha không có ích lợi gì đâu hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tính ra được bố trí của ngũ tướng chứ Cổ tiên thích gia vô cùng tự tin với điều này. Bọn họ cũng đã sớm thủ phá giải sức mạnh ngũ tướng, nhưng cuối cùng lại không có được thành quả gì. Không riêng gì một hai vị cổ tiên cố gắng, cổ tiên nhiều đời đã cố gắng, nhưng vẫn không làm nên chỗ trống gì. Bọn họ vấp phải trắc trở vô số lần trên phong ấn của ngũ tướng, dựa vào cái gì mà Phương Nguyên có thể làm được chứ? Có lẽ thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên cao hơn chúng ta, nhưng hắn muốn suy tính ra, không khỏi quá tự cao tự đại. Độ khó này giống như trong chiến đấu, lần đầu tiên gặp phải sát chiêu tiên đạo xa lạ, còn muốn suy tính và phá giải. Quả thật là ngây thơ. Thích phát lắc đầu không thôi. Theo như lời ông ta nói, dũng khí trong lòng ông ta cũng dâng lên, biểu hiện khiếp đảm cũng dần tiêu tán. Hoành. Sau một khắc, Phương Nguyên hung hăng ra tay đánh vào môn lâu. Môn lâu chấn động kịch liệt, sắc mặt của tiên thích gia cũng theo đó mà thay đổi. Cái này, cái này cái này ma đầu ra tay hắn thật sự ra tay với môn lâu nếu làm hỏng cánh cửa truyền tống này hắn sẽ không thể tiến vào thế giới khác được hắn suy tính không thành nên thẹn quá hóa giận rầm 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 theo phương nguyên mãnh liệt quanh kích toàn bộ môn lâu đều kịch liệt lay động cổ tiên thích gia cũng bị lắc lư theo đứng không vững giống như nến tàn trong gió gương mặt của họ cũng tràn ngập vẻ rúng động và sợ hãi có người thậm chí còn bắt đầu lạnh run một khi môn lâu bị đánh sụp bọn họ không có ô dù bị phương nguyên đuổi bắt còn phải xem tâm trạng của hắn nhất định phải chịu đựng cổ tiên thích gia đều điên cuồng cầu nguyện trong lòng thế công phương nguyên dần dần ngưng lại cổ tiên thích gia thở hồng hộc người mồ hôi ướt nhẹp cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc quả thật quá tệ bọn họ chưa hề khẩn trương qua như thế. Nhưng cuối cùng, môn lâu vẫn sừng sững không ngã. Ma đầu không thành công rồi, quá tuyệt vời. Thích tiếng hoang hô, các cổ tiên thích gia còn lại thì hớn hở ra mặt, biểu hiện phấn chấn. Phương Nguyên liếc nhìn bọn họ một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Các ngươi cho rằng vì sao ta lại dừng tay. Nói xong, hắn thúc giục một sát chiêu tiên đạo xa lạ, không thấy bất cứ quan ảnh nào, chỉ bình bình đạm đạm, duy chỉ khí tức toàn thân sinh ra thay đổi huyền diệu đến cực điểm sau đó phương nguyên chậm rãi hạ xuống tắm trong ánh sáng màu lam nhạt dễ dàng đạt được thừa nhận rơi xuống bên cạnh bạch ngưng băng cổ tiên thích gia đều mở to mắt mà nhìn có người thậm chí còn không nhúc nhích giống như biến thành tượng đá gương mặt bọn họ tràn ngập chấn kinh quan niệm bình chắc trong lòng theo sự thành công của phương nguyên mà ầm ầm sụp đổ ma đầu này thật sự làm được đây nhất định là mộng làm sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy, hắn dựa vào cái gì mà thành công? Cổ tiên thích gia cảm thấy nghi hoặc không gì so sánh được. Sau đó, một luồng hàng ý lan tràn toàn bộ thể xác và tinh thần của bọn họ. Sức chiến đấu của Phương Nguyên đã quá mức phi thường. Bây giờ tạo nghệ trí đạo của hắn lại càng cọ rửa cực hạn nhận biết của cổ tiên thích gia. Con quái vật như thế, khó trách thiên đình không thể làm gì. Còn bọn họ, làm sao mà đối phó được? môn lâu tiên tổ phương nguyên chính là người ngoài hắn gian lận thích tài gầm lên gương mặt tràn ngập sợ hãi còn kèm theo bi phẫn nhưng môn lâu vẫn cứ im ắng sức mạnh phong ấn ngũ tướng vẫn lặng lẽ đồng thời rất nhanh môn lâu bắt đầu dâng lên khí tức mãnh liệt ánh sáng năm màu một lần nữa lấp lánh cổ tiên thích gia nhìn thấy gương mặt hiện lên sự tuyệt vọng bởi vì bọn họ biết Môn lâu thay đổi như vậy cũng không phải là khám phá ra thân phận của Phương Nguyên, mà là muốn truyền tống đi. Ánh sáng chướng mắt dần dần tiêu tán. Phương Nguyên nhìn chăm chú, cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Môn lâu đã di chuyển hắn đến một tiểu thế giới. Bạch Ngưng Băng cũng ở bên cạnh hắn, duy trì khoảng cách truyền tống với Phương Nguyên trước đó. Bỗng nhiên, biểu hiện của Bạch Ngưng Băng khẽ động. Một luồng tin tức thần bí truyền tống vào trong đầu nàng. Nàng nhìn thoáng qua Phương Nguyên, thấy biểu hiện của hắn thờ ơ trong lòng hơi do dự một chút cuối cùng vẫn lên tiếng nơi này là động thiên công cộng đã từng được ngũ tướng tuần thiên quyên tặng một phần tiên khiếu dung hợp mà thành toàn bộ động thiên chia thành năm khối giữa các vực không hề liên kết với nhau chỉ có dãy núi chính giữa là giống nhau đỗ ước chí bảo đang nằm ở trung tâm động thiên chỉ cần cổ tiên được môn lâu thừa nhận được truyền tống vào nhất định sẽ có tư cách tranh đoạt chí bảo đồng thời ven đường còn có tài nguyên do ngũ tướng tuần thiên bố trí nếu thực lực đầy đủ thì có thể biến chúng thành của mình nhưng tốt nhất đừng đào rễ đừng nhìn thấy lợi trước mắt bạch ngưng băng nhận được tin tức này nhưng phương nguyên thì không xem ra mặc dù ta mượn vần sáng trí tuệ suy tính sát chiêu ngụy trang thân phận trà trộn vào nhưng rốt cuộc vẫn không được hoàn mỹ ánh mắt phương nguyên nhìn về phía xa nói như vậy khoảng cách giữa chúng ta và cổ tiên thích gia rất xa, đồng thời giữa các vực còn không thể qua lại. Ta ngụy trang thành hậu nhân bạch tướng, cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi này mà thôi. Phương Nguyên muốn thử định tiên du một chút nhưng hắn lại không biết cảnh tượng bên trong địa vực khí tướng. Hắn đã từng giết chết cổ tiên thích tai của thích gia, nhưng người này cũng chỉ là cổ tiên mới tấn thăng trong một ngàn năm qua, cũng chưa từng đến chỗ này, vì thế không có ký ức có liên quan dựa theo kinh nghiệm phá giải phong ấn trên môn lâu của ta, nơi này có phòng ngự vô cùng nghiêm mật, nhằm ngăn chặn tất cả thủ đoạn đầu cơ trục lợi. Cho dù ta có sử dụng định tiên du đi chăng nữa, khả năng di chuyển cũng rất nhỏ bé. Phương Nguyên tính toán thế cục trước mắt, rất nhanh hắn đã đưa ra quyết định. Tiến đến khu vực trung tâm thôi. Toàn bộ ngũ đại tiểu vực của động thiên cuối cùng đều thông đến dãy núi chính giữa nhất, đồng thời bên trong dãy núi còn che giấu chí bảo đổ ước. Đã như vậy, phương nguyên quyết định trực đảo hoàng long hoàn toàn không cần đi tìm cổ tiên thích gia tốn thời gian phí sức thì không nói mà còn chưa chắc có thể tìm được chỉ cần đến dãy núi chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy cổ tiên thích gia phương nguyên và bạch ngưng băng cùng nhau bay nhanh trên đường xuyên núi vượt đèo bạch tướng tu hành băng tuyết đạo còn nơi này là động thiên do bạch tướng bỏ ra mặc dù có núi non trùng điệp nhưng đều được phủ một lớp tuyết trắng dày đặc giống như một lớp áo bạc mau nhìn nơi đó đi Bạch Ngưng Băng đột nhiên nói. Ánh mắt của nàng đang nhìn chầm chầm một ngọn núi. Ngọn núi này vô cùng hiểm trở, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi sinh trưởng rất nhiều băng kính tuyết liên. Đây là tiên tài lục chuyển, ẩn chứa đạo ngân băng đạo, một đạo. Gần tuyết liên tồn tại rất nhiều tuyết quái. Một khi có người xâm nhập, có ý đồ với băng kính tuyết liên, những con tuyết quái này sẽ ra tay ngăn cản. Trên thực tế, Phương Nguyên đã sớm xuất hiện hắn thản nhiên liếc qua sau đó cùng với bạch ngưng băng bay qua luôn mặc dù những con tuyết quái hoang cấp này không phải là kẻ địch của phương nguyên nhưng lúc này phương nguyên cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây mà lao thẳng đến chỗ trung tâm nhất động thiên công cộng băng kính tuyết liên huyền băng trăm năm huyền băng ngàn năm nước quảng hàn ngọc thiên công thần trên đường đi phương nguyên và bạch ngưng băng nhìn thấy không ít điểm tài nguyên tuy là điểm tài nguyên cỡ trung nhưng số lượng dự trữ rất phong phú càng xâm nhập vào trong, tài nguyên bên trong động thiên càng phong phú, giá trị càng cao. Đương nhiên, mảnh thú, quái thụ bảo vệ điểm tài nguyên cũng càng lúc càng mạnh. Hiển nhiên điều này là do ngũ tướng cố ý bố trí khảo nghiệm hậu nhân. Mặc dù với thực lực của phương nguyên có thể quét ngang hết thảy, nhưng hắn không để vào mắt những lợi ích này, chỉ tập trung tinh thần thẳng đến dãy núi trung tâm. Trống Một đàn thú gào thét liên tục bỗng nhiên từ trong sơn cốc phi thăng lên, thẳng hướng phương nguyên và bạch ngưng băng. Đây là linh dương ngọc sương. Con to thì như cung điện, nhỏ thì cũng bằng hai ba căn nhà cộng lại. Mắt linh dương chỉ toàn là màu xanh, không có con ngươi. Sừng linh dương hướng lên trên. Tuy linh dương không có cánh, nhưng có thể bay nhảy giữa không trung. Mỗi một lần nhảy vọt, móng bọn chúng sẽ tách ra một luồng sương khí màu trắng, phát ra âm thanh va chạm thanh thúy như chuông gió. Đám linh dương ngọc sương này hơi kỳ lạ, khiến phương nguyên và bạch ngưng băng cảm thấy ngạc nhiên phương nguyên hừ lạnh một tiếng duỗi bàn tay trong tay xuất hiện một cây quạt sát chiêu tiên đạo hạ phiến vù hạ phiến nhấc lên cơn gió lốc gió lốc là biểu tượng của sức mạnh trụ đạo đàn linh dương khí thế hung hăng lập tức bị cùng phong bao phủ trong nháy mắt không còn con nào từng thi thể giống như sủi cảo từ trên không trung rơi xuống nện xuống mặt tuyết tạo thành tiếng ầm ầm một lát sau đàn linh dương ngọc sương đều chết hết không chỉ như vậy dưới đáy núi tuyết cũng bị phương nguyên đánh sập tạo thành một đống đá vụn gần trăm dặm phương nguyên lại lao xuống vành một tiếng loạn thạch bay tán loạn hắn nhìn qua vách đá to lớn trước mặt bắt được khí tức bên trên biểu hiện còn lãnh khốc hơn trước đây là một cổ trận đã bị phương nguyên phá hủy rất có phong cách của cổ trận khí đạo xem ra Quy định ngũ vực không thể qua lại cũng không chân chính ước thúc được đám cổ tiên thích gia kia. Phương Nguyên nói với Bạch Ngưng Băng đang bay xuống. Bạch Ngưng Băng gật đầu, điều này cũng có thể hiểu được. Qua nhiều năm như thế, thích gia đã tiến vào đây rất nhiều lần, sự hiểu biết và nghiên cứu đối với nơi này rất sâu. Rất nhiều bố trí của ngũ tướng trước đó đều không ước thúc được bọn họ. Xem ra, hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ không còn thuận buồm xuôi gió nữa. Phương Nguyên cười lạnh, Cổ tiên thích gia trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản chúng ta, tất nhiên là muốn kéo dài thời gian, thuận tiện cho bọn họ cướp đoạt chí bảo đổ ước. Vậy thì chúng ta càng không nên dừng lại, lên đường thôi. Hai người tiếp tục bay nhanh. Trong quá trình sau đó, quả nhiên như Bạch Ngưng Băng đã dự liệu, bọn họ gặp không ít đàn thú chặn đường. Nhưng những đàn thú này dưới thế công của Phương Nguyên không khỏi sụp đổ, hiệu quả ngăn cản cực kỳ bé nhỏ. Thủ đoạn của Phương Nguyên kinh khủng như vậy sao? thú triều mà chúng ta tạo ra giống như là giấy vậy không hắn diệt trừ đàn thú quả thật không cần tốn nhiều sức đúng là đáng sợ bọn họ sắp đến dãy núi trung tâm rồi đừng hoảng hốt bên trong dãy núi vẫn còn một phòng tuyến ở đó có một con hoang thú thái cổ đang sinh sống phòng tuyến bị phá phương nguyên và bạch ngưng băng đã vào cổ tiên thích gia không ngừng truyền âm cho nhau không khí càng lúc càng khẩn trương khi Phương Nguyên đến nơi, lông tơ trên người của tiên thích gia đều dựng đứng, bầu không khí ngưng lại. Địa điểm cất giữ chí bảo đổ ước vô cùng rõ ràng. Khi Phương Nguyên đến dãy núi trung tâm, hắn đã nhìn thấy. Tại ngọn núi cao nhất có một cung điện, phong cách của cung điện và môn lâu hoàn toàn tương đồng nhau. Đây rõ ràng là một tiên cổ ốc. Phương Nguyên thuận lợi tiến vào bên trong tiên cổ ốc, liếc mắt nhìn thấy tại vị trí chính giữa đại điện, năm vị cổ tiên thích gai đang bao quanh chí bảo đổ ước. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dán chặt vào chí bảo đổ ướt. Chí bảo thần bí này là một con bạch hạt. Bạch hạt chỉ có một chân, lông toàn thân trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Mỏ chim màu đỏ, cánh khép lại, ánh mắt cũng không mở. Lông mày phương nguyên hơi cau lại. Hắn nhìn ra được chỗ kỳ diệu của bạch hạt. Bạch hạt không phải sinh mệnh thật sự, càng không phải tiên cổ, nhưng nó lại tản ra khí tức cửu chuyển. Diệu quá thay phương nguyên cười sang sảng thì ra chí bảo đổ ước ngàn năm là một sát chiêu cửu chuyển tiếng cười của phương nguyên khiến cổ tiên thích gia giật mình bọn họ sợ hãi đồng thời còn có sự phẫn nộ đổ ước ngũ tướng thích gia ẩn tàng đảm bảo chí bảo nhưng lại bị người ngoài ngấp nghé ý đồ nhúng chàm thích gia đã xem chí bảo đổ ước là vật của nhà mình phương nguyên muốn mưu đồ nó đây chính là cừu hận ngập trời cổ tiên thích gia và phương nguyên sẽ không đội trời chung ánh mắt phương nguyên lạnh lại không nói câu nào chỉ một ngón tay một luồng kiếm quang bắn vào cổ tiên thích gia nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha